theo của điện máy 3G. Hôm nay tôi và các bạn sẽ đi tìm hiểu dòng máy xay đường thịt DL12. Các bạn có thể quan sát thấy với sản phẩm này chúng ta có sẽ có hai lựa chọn. Đó là phía bên tay phải tôi là chiếc máy phù hợp cho sử dụng cho gia đình, và phía bên tay trái của tôi là chiếc máy phù hợp dùng cho các quán ăn hoặc là các cửa hàng bán với quy mô vừa và nhỏ. Đầu tiên sẽ là chiếc máy TKM8. Với chiếc máy này rất thích hợp sử dụng cho các hộ gia đình hay quán ăn nhỏ. Máy xay thịt TKM8 có công suất 400W, sử dụng nguồn điện gia đình 220V. Máy có trọng lượng 12kg, rất nhỏ gọn, thuận tiện cho quá trình di chuyển. Máy có thể xay 60 cân thịt trên 1 giờ. Toàn bộ máy được làm bằng chất liệu gan và inox. Máy gồm hai phần, phần đầu đùn và phần thân đùn. Phần đầu đùn được tháo lắp dễ dàng, giúp quá trình vệ sinh, lắp đặt dễ dàng, thuận tiện hơn. Phần thân máy có chứa động cơ và khay chứa thịt. Vừa rồi là một số đặc điểm của chiếc máy đun thịt TKM8, và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về chiếc máy DL12. Với chiếc máy DL12 có công suất 800W, lớn hơn so với chiếc máy TKM8. Máy sử dụng điện gia đình 220V. Trọng lượng của máy là 22kg, có thể xay đến 150kg trên 1 giờ. Máy có công suất lớn, rất phù hợp cho các khách sạn, quán ăn, nhà hàng với quy mô trung bình và nhỏ. Về cấu tạo của máy cũng giống với chiếc máy TKM8, gồm hai phần, đầu đùn, phần thân máy. Với chiếc máy DL12 này, ngoài chức năng xay thịt, chúng ta có thể sử dụng máy để nhồi xúc xích. Ngay bây giờ, tôi và các bạn sẽ đi xem cách vận hành của chiếc máy xay đường thịt TKM8. Đầu tiên chúng ta chuẩn bị nguyên liệu. Chúng ta cắt nguyên liệu thành những miếng nhỏ vừa. Rồi chúng ta sẽ khởi động máy. Chúng ta sẽ cho thịt vào cửa đùn. Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu về chiếc máy xay đùn thịt TKM8 và DL12. Để biết thêm thông tin chi tiết của sản phẩm, các bạn truy cập website dienmay3g.vn hoặc hotline 0973 110 295. Để nhận được sự tư vấn từ nhân viên của chúng tôi, các bạn nhớ like và chia sẻ video của chúng tôi. Cảm ơn các bạn quan tâm và